mùng 1 nè. Wow, mới gần hết sáng mùng 1 thôi mà đầy túi rồi các bạn ơi. Giờ tính xương xương xem chúng ta đã gặt hái được bao nhiêu và ai mới là người dám khai thật nhé. Bùm chiêu, 300.000, 500.000 và 1.000.000 đồng. Còn đây là lì xì nhanh trí dành tặng các bạn trong ngày đầu tiên của năm mới nha. Chỗ này đủ mua xanh một căng tin ở trường đấy. Bạn có muốn biết bên trong có gì không? Và bí kíp được nhiều lì xì nhất là gì đây? Cùng xem hết video ngày mùng 1 hôm nay nhé! Đầu tiên là lời chúc Tết vừa hay vừa mặn mòi mà Nobita, Suka, Zion muốn gửi lời tới chúng ta. Xem bạn nào chúc Tết hay nhất nhé! Nobita đâu rồi? Mời cậu lên sóng! Chúc các bạn năm mới vui vẻ, đi ẻ cũng ra tiền! Quả gì vậy? Còn Zion? Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, thượng lộ bình dương. Chúc khét đấy. Suka ơi, đến lượt cậu rồi. Tiền vô sổng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, chúc mừng năm mới. Nào nào, bây giờ chúng ta là người chấm điểm cho các bạn ấy nhé. Wow, thơ văn lai láng thế. Hảo bạn Suka, chúc Tết uy tín đấy. 10 điểm, 10 điểm. Đâu như hai bạn kia, đúng là các báo thủ. Nên chúc cũng báo không kém. Chỉ đem chúc bạn bè cho nhau cho vui thôi. Chứ chúc người lớn như vậy thì không phải lì xì nữa đâu, mà là lì đòn đấy. Còn lời chúc của nhanh trí là chúc bạn hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi. Happy New Year! Còn bây giờ bạn muốn tránh xa điểm xui rủi ngay đầu năm mới không? Okay. Bằng cách gì nhở? Chỉ cần vượt qua câu hỏi này thôi. Ngay ngày đầu năm mới như thế này thì chúng mình nên ăn quả gì để may mắn cả năm đây? Táo, mận, đào, chôm chôm, thanh long hay là dưa hấu nhỉ? À, hãy dành tất cả sự ưu tiên cho dưa hấu đi các bạn ơi. Đúng, quả đúng. Dưa hấu tượng trưng cho số đỏ, may mắn. Bên trong quả dưa hấu có các hạt dưa li ti màu đen như biểu hiện cho sự cát tường đấy. Ngoài ra còn có các món gợi ý tuyết cả là vời cho Tết như canh khổ qua này, tức là mọi đau khổ của năm cũ đã qua, chào đón một năm mới với nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn. Còn món xôi gấc để cả năm gặp may, vừa đầy đặn như xôi mà cũng vừa may mắn và đỏ chót giống như xôi vậy. Đặc biệt là có đủ loại bánh kẹo ngon nhất trên cuộc đời này, thể hiện cho sự no đủ hạnh phúc đấy. Chứ không phải tự nhiên ngày Tết có đầy ắp cho bạn ăn như vậy đâu nha. Ngày hôm nay các bạn đã ăn hết các món này chưa nhở? Nhớ là trong 3 ngày Tết phải thử hết đó nha. Sau đây mời bạn ăn cơm với đại gia đình nhanh trí nhé. Wow, mâm cơm ngon quá xá luôn nè các bạn ơi. Nhưng bạn có đủ tinh tế để nhận ra thứ gì còn thiếu trong mâm cơm này không nhỉ? Hội 500 anh em mê những đồ ăn ngày Tết đâu cả rồi. Các bạn đã nhìn ra chưa nào? Quá là ngon luôn, nhưng lại không có bát. Ơ, không có đũa nữa này. Thế thì ăn kiểu gì nhở? Ngoài ra, các bạn còn phát hiện thiếu gì nữa không? Comment xuống bên dưới xem ai tinh mắt nhất đầu năm mới nha. Bây giờ thì đang nghỉ Tết dài dài đấy, nhưng vẫn muốn nghỉ Tết mà vẫn muốn học giỏi tiếng Việt nhất lớp thì phải làm sao đây? Hãy thử sức với câu ca dao từ ngữ ngày Tết này ngay thôi. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống, bạn làm được chứ? Quét nhà ngày Tết, đổ hết 3.3, gia tài, vàng bạc hay vận xui? Quét nhà ngày Tết, đổ hết gia tài. Câu này nói về một điều cấm kỵ ngày Tết, đó là quét nhà. Vì theo quan niệm tâm linh từ xa xưa của Việt Nam ta cho rằng khi hốt rác trong nhà đổ đi thì thần tài cũng sẽ biến mất tiêu. Chính vì vậy, mọi người thường chỉ vun rác lại một góc và đợi hết mùng 1 mới quét dọn cô. Thậm chí có gia đình còn kiêng kỵ kỹ hơn nữa, đó là đến tận mùng 3 thì mới hốt rác đổ đi các bạn ạ. Còn gia đình các bạn thế nào? Có kiêng kỵ điều này không? Comment xuống bên dưới nhé! Mà chị Nhanh Trí ơi, chị có biết sau mùa đông là mùa gì không? Ơ, là mùa gì? Là mùa xuân đấy. Xuân 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 ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Ồ, hay nha hay nha. Vậy bạn đã biết kiểu tạo dáng nào đẹp nhất cho những ngày Tết chơi xuân thêm chất chơi người rơi hơn chưa nhỉ? Hãy nhớ chọn cho mình ngay một kiểu trong vũ điệu top top này nhé. Ồ, các bạn thấy nhanh trí tạo dáng kiểu nào đẹp nhất thế? Và
sau đây là 5 tip tạo dáng xinh ngày Tết, đảm bảo xem xong kêu ba mẹ chụp cho cháy máy luôn. Chia sẻ ngay đút túi liền tay, kẻo lát sau quên nhé. Tiếp theo là một sự thật lạ lùng mà có bao nhiêu người chưa bao giờ biết luôn ý. Ngày đầu năm mới là sinh nhật của ai? Ông Thọ, Thủy Thần hay ông Thần Tài? Ồ, điều này vừa lạ mà cũng vừa bí ẩn à nha. Ngày đầu năm mới, đó là ngày sinh nhật của Thủy Thần, nên người ta kiêng không giặt quần áo, không gội đầu ngày đầu năm để thể hiện lòng tôn kính với Thủy Thần đấy. Truyền thuyết này bắt nguồn từ Trung Quốc nhé. Bên cạnh đó, người xưa còn cho rằng nước là biểu tượng của sự thịnh vượng, do đó giặt quần áo đổ nước đi là đổ hết lộc tài ra khỏi nhà, giống như kiêng quét nhà vậy. Vậy nên tin thì kiêng, mà không tin thì cũng nên kiêng một chút chút nha. Kế tiếp là một điều mà xem xong sẽ khiến bạn ước ao rằng giá như mình biết điều này sớm hơn. Đầu năm không nên làm những cái việc gì sau đây? Ăn dở, bỏ thừa thức ăn, tắm rửa hay hát karaoke? Thật là chí phải, đương nhiên không nên ăn dở, bỏ thừa thức ăn rồi. Kể cả không phải đầu năm thì điều này cũng không nên đâu. Mà đầu năm lãng phí đồ ăn thì cả năm thất bát, không để dành được của cải đâu nhé. Ví dụ, mình lỡ bỏ dở một bát cơm vào ngày mùng 1 Tết thôi, cả năm tích cóp lợn, chả hiểu kiểu gì cứ đập ra rồi không tích cóp được đồng nào. Thế thì có phải điều chúng mình mong muốn đâu. Vậy nên ăn đâu hết đấy, vừa tiết kiệm lại còn vừa lịch sự được chứ. Vốt ngay cho bí kíp này 10 điểm, 20 điểm nha. Sống trên đời đủ lâu, đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra được các bạn ạ. Ngay ngày mùng 1 Tết, khi các bạn phát hiện ra con cờ hó trong nhà, não người sẽ cảm giác như thế nào? Ôi, thân cờ hó nhưng não người đấy. Xem nè. Hả? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hình như cái gì nó cũng biết hay sao ý. Nhất quyết không nhận tiền mà phải lì xì bằng phong bì giống mọi người mới chịu cơ. Đúng là so cute và tạo tiếng cười cho mọi người đầu năm mà. Vậy còn câu hỏi này thì sao nhỉ? Nhanh chỉ cá là sau khi bạn tìm ra được câu trả lời thì chắc chắn lì xì của bạn sẽ dày gấp đôi người bình thường luôn. Trả lời ngay thôi. Aha, đó là hoạt động đi chúc Tết. Bạn nào mà biết được bí kíp này đi theo ba mẹ thì có phải như nhanh chỉ nói không? Vào những ngày Tết, chúng ta sẽ thường theo chân ba mẹ đến nhà cô dì, chú bác, ông bà, những người thân trong gia đình để chúc Tết, gặp gỡ, trò chuyện với nhau sau một năm làm việc vất vả này. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cùng cười lên. Nhớ nhà các bạn ơi! Ngay trong mùa xuân đầu tiên của đất nước Việt Nam ta, vào đêm giao thừa, Bác Hồ kính yêu không dành những giây phút này để nghỉ ngơi một tí nào đâu các bạn ơi. Bạn tò mò Bác Hồ của chúng ta đón Tết như thế nào không? Và Bác đã làm một việc khiến ai nghe cũng xúc động rơi nước mắt đấy. Không biết việc Bác làm đó là việc gì trong đêm giao thừa nhỉ? Trở về thăm quê nhà, thăm mộ người thân hay thăm những gia đình khó khăn? Ồ, Bác Hồ ơi, Bác thực sự là một người cha già vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bác đã trực tiếp tới thăm từng gia đình, những người dân nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có nhà chị Chín rất rất khó khăn. Chị Chín làm nghề gánh nước thuê, chồng chị Chín mất sớm, còn chị và hai con nhỏ mà gần tới giao thừa rồi, chị vẫn phải đi gánh nước thuê để kiếm tiền mua gạo. Vậy nên Bác Hồ đã tới hỏi thăm, động viên và trao quà, cũng như chia sẻ bánh kẹo cùng với các em nhỏ. Khi trở về, Bác rất buồn và trăn trở khi thấy đất nước còn nhiều gia đình nghèo đói quá. Sau đó, Bác cũng dặn dò các chú lãnh đạo cống hiến hết mình để giúp đất nước phát triển hơn, nhân dân ấm no hơn và hạnh phúc hơn. Trong không khí Tết rộn ràng hôm nay, chúng ta lại nhớ những việc làm đầy tình thương yêu, trìu mến của Bác với toàn thể nhân dân, đặc biệt là mỗi khi Tết đến xuân về phải không nào? Từ đó, càng dặn lòng mình, mỗi người hãy học tập và làm theo Bác để đất nước ngày càng phát triển, mọi người được ấm no hạnh phúc hơn nhé. Bạn có đồng ý với ý kiến này của Nhanh Chị không nhỉ? Comment ngay xuống bên dưới một câu chúc thật là hay về Tết dành tặng Bác Hồ nhé. Ô, mà tại sao nhở? Đang ngồi yên, thấy mọi người cắn hạt dưa bẩn hết cả nhà rồi, Nhanh Chí định đi quét nhà, thì mẹ còn suýt mắng Nhanh Chí cô. Không biết lý do là gì đây? Tại sao cả ba mồng, mồng 1, 2, 3 đều phải kiêng kỵ quét nhà vậy? Nó sẽ thu hút điểm xui, quét đi mất tài lộc hay bất lịch sự với khách khứa đây?
Nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhận ra ngay từ những giây phút bên trên rồi. Ngày Tết không nên quét rác hoặc là hốt rác trong nhà đổ đi, vì theo quan niệm dân gian, quét rác là quét tài lộc trong nhà ra ngoài đấy. Chính vì vậy, trong ngày này, mọi người sẽ kiêng không quét nhà đâu, hoặc là vun rác trong góc nhà đấy các bạn ạ. Cái chị này hay nhở, thì cán hạt dưa rồi vỏ bánh kẹo bẩn đầy nhà mà không quét thì ở bẩn à? Thì ông bà ta có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nhưng để bẩn quá thì không nên. Vậy dọn rác bằng cách để gọn một chỗ không vứt đi, hay dùng máy hút bụi để hút sạch bụi bẩn cũng được. Như vậy vừa không vi phạm điều kiêng kỵ, lại vừa đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe của cả gia đình luôn. Tiếp theo là một điều mà xem xong khiến bạn ước ao, giá như mình biết điều này sớm hơn một chút nữa. Vào những ngày Tết đầu năm mới như thế này, chúng mình không nên mua gì? Dao, kéo, thớt, chè cối, tăm cây, chả sữa hay lợn đất nhỉ? Này, đừng có mà bị u mê quá nhé. Đây là những thứ không nên mua vào năm mới đâu. Bởi vì dao kéo thớt chảy cối, theo quan niệm dân gian, là những món đồ được cho là đem lại điều xui rủi. Mua vào đầu năm sẽ rước tai họa vào nhà đấy. Nên các bạn có thể lưu ý với ba mẹ điều này, nếu như tin nha. Chúng mình thì đang vui cười đón Tết như vậy đấy. Thế nhưng, Tết có thực sự vui như tất cả chúng ta vẫn hay nghĩ hay không? Thực hư nhiều người bị bệnh viêm màng túi mỗi khi Tết về, có đúng như lời đồn? Cùng Nhanh Trí kiểm chứng ngay bây giờ nhé! Nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt thất thần, đôi bàn tay run rẩy lẩy bẩy. Và đây là hình ảnh mà phóng viên Nhanh Trí ghi lại được từ nhà của chị Hậu Hoàng nhé. Chung cảnh ngộ đó, còn có cả chị VV nữa kìa. Ôi chào, hóa ra làm người lớn cũng không vui như chúng ta tưởng các bạn nhỉ. Đúng. Tốn kém mua sắm bánh kẹo các kiểu này, đầu tư một túi to lì xì cho tụi mình này. Những người ở xa quê còn chật vật với cơn ác mộng tắc đường trước khi về nhà đón giao thừa nữa cô. Trong khi chúng ta vui mừng vì lớn thêm một tuổi, còn ông bà cha mẹ chúng ta lại già đi một tuổi đấy. Vậy nên Tết này hãy dành những lời chúc thật hay và ý nghĩa nhất để dành gửi đến người thân và ông bà cha mẹ thật nhiều các bạn nhé. Vậy còn cảnh ngộ tại nhà Nhanh Trí thì có bạn nào nguyện làm phóng viên đến nhà Nhanh Trí không? Chắc chắn Nhanh Trí sẽ cập nhật trong những tập tiếp theo. Happy New Year nha! Ba la mở qua ra nào! Đây là những bạn may mắn ngẫu nhiên lên sóng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 này. Nhìn kỹ xem mình có tên trong danh sách những người rất may mắn này không nhé. Nhanh Trí chỉ ước cái màn hình máy tính rộng bằng cả cái ngôi nhà để gọi cả 1 triệu bạn thôi. Nhưng không được đâu, nên các bạn đầu năm hoan hỉ vui vẻ cùng lên sóng tập sau nha. Giờ thì đi thu thập lì xì thôi nào.